Khi thời gian của trận đấu dần trôi về những phút bù giờ cuối cùng, tỷ số lúc đó đang là không đều. Đội tuyển Italia cần thêm một bàn thắng để có thể đoạt vé đến World Cup 2018. Thế nhưng huấn luyện viên Gian Piero Ventura đã có một quyết định khó hiểu mà đến tận ngày hôm nay, ắt hẳn các tifosi vẫn còn chưa thôi nguyền rủa. Ông đã quay vào băng ghế dự bị và yêu cầu trợ lý nhắc De Rossi khởi động, trong khi tuyển Ý vẫn còn một chân sút trên băng ghế dự bị là Lorenzo Insigne. Ngay lập tức tiền vệ thuộc biên chế AS Roma đã không thể kiềm chế và quát người thầy của mình. Cái quái nào tôi lại phải khởi động? Chúng ta không cần kiểm soát bóng. Điều chúng ta cần lúc này là ghi bàn và giành chiến thắng. Tiếng còi vang lên, đoàn quân màu áo thiên thanh đổ gục xuống sân cỏ. Italia thua chung cuộc sau hai lượt trận và cay đắng nhìn Thụy Điển đoạt vé đến vòng chung kết World Cup tại đất Nga. Đó cũng là lần đầu tiên sau 60 năm Azzurri mới vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn của người Ý đã bị tổn thương. Nước mắt của người cần vệ già Buffon đã rơi khi trận đấu cuối cùng của người nhện trong màu áo thiên thanh lại kết thúc đầy cay đắng như vậy. Tôi xin lỗi vì trận đấu cuối cùng của tôi lại là trận mà chúng tôi để mất vé dự World Cup, Buffon trả lời phỏng vấn với đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe. Đã 3 năm kể từ cái ngày siêu đen tối của bóng đá Italia ấy, giờ đây đoàn quân màu áo thiên thanh đang dần lấy lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới với chuỗi thành tích ấn tượng tại vòng loại Euro 2020. Nếu không theo dõi thường xuyên, chắc chắn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng kết thúc 10 trận ở vòng loại Euro 2020, Azzurri đã chiến thắng hết cả 10, không hòa và không thua. Họ là đội duy nhất làm được điều này, vượt mặt cả những ông lớn khác như là Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha. Một cuộc lột xác ngoạn mục của đoàn quân màu thiên thanh, chẳng những chắc chắn ở hàng phòng ngự với chỉ 4 lần bị lọt lưới, Italia còn cho thấy sự hiệu quả trong tấn công khi đã nã vào lưới các đối thủ tận 37 bàn thắng. Ngay cả trong giai đoạn những ngôi sao như Maldini, Nesta, Totti, Del Piero còn thi đấu, Italy cũng chưa từng tạo cảm giác vượt qua vòng loại theo cách dễ dàng như hiện tại. Không một ai có thể nhận ra tập thể rệu rã, thiếu sức sống ở vòng loại World Cup 3 năm trước nữa. Họ đã đặt chân đến Euro 2020 với vị thế là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Điều gì đã làm nên sự thay đổi chóng mặt như vậy? À không, câu hỏi đặt ra phải là ai đã biến Italia từ một đống hỗn độn trở thành cỗ máy chiến thắng như vậy? Câu trả lời là Roberto Mancini. Quay ngược đồng hồ thời điểm sau trận hòa tủi nhục trước Thụy Điển năm 2017, Ventura tất nhiên bị sa thải ngay lập tức. Liên đoàn bóng đá Italia gấp rút tìm ra cái tên vừa đủ tâm và đủ tầm, không chỉ đơn giản là ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển mà còn phải hồi sinh Azzurri từ đống cho tàn. Ban đầu Carlo Ancelotti được nhắm đến, thế nhưng huấn luyện viên của Real đã từ chối ở phút chót. Ngay lập tức liên đoàn bóng đá Ý chuyển hướng sang một cái tên khác, Roberto Mancini. Cựu huấn luyện viên của Man City rất hào hứng với kế hoạch phục hưng của đội tuyển quốc gia. Thậm chí trong ngày nhậm chức vào tháng 1 năm 2018, Mancini đã dõng dạc tuyên bố trước toàn thể người dân Italia: "Tôi có một giấc mơ, tôi muốn cùng đội tuyển chiến thắng ở đấu trường mà tôi đã không làm được khi còn là cầu thủ, đó là vô địch World Cup." Nhiều người sẽ bảo đó là giấc mơ viển vông, thế nhưng Mancini là như vậy. Ông luôn nghĩ đến những mục tiêu lớn lao và sẽ không thể hài lòng nếu như không thành công. Tính cách này đã được hình thành từ khi vị chiến lược gia 56 tuổi này còn trẻ. Ông từng cùng Sampdoria đoạt cúp Scudetto năm 24 tuổi. Đó là chức vô địch Serie A đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Nhưng Mancini còn hướng tới mục tiêu xa hơn. Ông nói với đồng đội rằng họ nên đặt mục tiêu vô địch ở đấu trường châu Âu. Và Sampdoria đã suýt làm được điều đó khi chỉ chịu thua trước Barcelona trong thời gian hiệp phụ tại chung kết Champions League năm 1992. Mancini là con người của sự cạnh tranh. Đến tận ngày hôm nay, ngọn lửa bên trong người đàn ông 63 tuổi này chưa bao giờ tắt. Và từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội tuyển quốc gia, Mancini đã đưa binh đoàn thiên thanh trở lại với vị thế vốn có của một đội bóng lớn tại bóng đá thế giới. Chiến thắng 4-0 ở trận giao hữu trước Cộng hòa Séc cách đây ít ngày đánh dấu trận thắng thứ 23 của tuyển Italia dưới thời Mancini. Kể từ tháng 1 năm 2018 đến nay, Italia đã trải qua 32 trận đấu và chỉ để thua 2 trận cùng 7 lần hòa. Tỷ lệ chiến thắng của Azzurri triều đại Mancini lên đến 71%, cao nhất trong lịch sử bóng đá Italia, vượt mặt những huyền thoại hơn cả Vittorio Pozzo, Arrigo Sacchi hay là Marcello Lippi. Ông đã khiến các tifosi quên đi quãng thời gian tăm tối khi Ventura còn nắm quyền. Vậy ông đã lột xác đội tuyển Italia như thế nào? Trước hết hãy nói về lối chơi. Dễ dàng nhận thấy Italia dưới thời Mancini không còn hình ảnh của những khối bê tông phòng ngự xù xì và gai góc. Thay vào đó, cựu huấn luyện viên của Man City đã hướng tới lối đá pressing trực diện, đặt tấn công làm kim chỉ nam, mặc kệ truyền thống phòng ngự chứ danh của người Ý. Italia của Mancini ghi trung bình 2,46 bàn thắng mỗi trận, cải thiện 57% so với thành tích của huấn luyện viên Ventura. Hiệu số bàn thắng bại là dương 33 tại vòng loại Euro 2020, một sự vượt bật đáng kể so với con số dương 9 mà họ đạt được ở vòng loại Euro 2016.
Bên cạnh đó, tỷ lệ cầm bóng, tổng số cú sút, số đường truyền chính xác và số bàn thua của tuyển Ý đều được cải thiện rõ rệt dưới thời Mancini. Bằng cách thiết lập và duy trì sơ đồ 4-3-3, linh hoạt và bộ não của những cầu thủ như Jorginho, Barella và Verratti, hệ thống của Mancini kết hợp hoàn hảo giữa hành động và phản ứng. Họ có thể dồn ép đối thủ lên cao, gây áp lực ở hai bên cánh bằng cách đẩy các tiền vệ lên phía trước. Các hậu vệ đều chuyền bóng thành thạo và các cầu thủ có tầm hoạt động rộng có thể nhanh chóng theo dõi để ngăn chặn đối thủ giành lợi thế về quân số trong khu vực 1/3 cuối sân của đối phương. Chìa khóa của lối chơi này nằm ở bộ ba tiền vệ Jorginho, Marco Verratti và Nicolò Barella kết hợp chặt chẽ với nhau. Họ là những tài năng với những phẩm chất riêng biệt và có thể hỗ trợ lẫn nhau để giúp Italia cầm chắc khu vực trung tuyến. Điều lo ngại nhất của Mancini lúc này có lẽ là tình hình chấn thương của Verratti. Tuy vậy, trong tay Mancini vẫn còn đó những Pessina, Sensi, Pellegrini luôn sẵn sàng ra sân. Cho đến nay, hệ thống 4-3-3 của huấn luyện viên Mancini đã tỏ ra vô cùng hiệu quả, dù có phải đối đầu với đối thủ nào. Điều lo ngại duy nhất của Mancini có lẽ là thiếu vắng một tay săn bàn thực thụ. Andrea Belotti đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Italia, nhưng tiền đạo của Torino cũng chỉ có 4 pha lập công. Tuy vậy, nếu nhìn về phía tích cực, Azzurri đang vận hành với sức mạnh của cả tập thể chứ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ở mặt trận phòng ngự, các hậu vệ Ý luôn cho thấy sự chắc chắn và tinh thần chiến đấu rất cao. Ở thời điểm hiện tại, dù không có quá nhiều trung vệ hàng đầu, nhưng đa phần các hậu vệ người Ý đều cho thấy được sự ổn định. Đặc biệt, Mancini vẫn tin dùng Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Dù bộ đôi này đã lớn tuổi nhưng họ thấm nhuần tư tưởng phòng ngự của Italia và điều này sẽ giúp Azzurri trở thành ông kẹ thật sự tại Euro sắp tới. Bên cạnh sự thay đổi táo bạo trong chiến thuật, yếu tố con người cũng góp phần cực kỳ quan trọng vào sự thành công của tuyển Italia dưới thời Mancini. Huấn luyện viên Mancini đã kết hợp và tạo ra mối liên kết khăng khít giữa các tài năng trẻ như Federico Chiesa với những lão tướng giàu kinh nghiệm như Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci. Chiến lược gia người Ý cho biết nhờ vào sự đoàn kết nâng đỡ nhau giữa các thành viên đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ mới nhanh chóng hòa nhập và tiến bộ trong thời gian ngắn. Có thể thấy chỉ trong thời gian không quá dài, Roberto Mancini đã thay đổi bộ mặt bóng đá Italia, rũ bỏ tàn trò để vươn mình mạnh mẽ trở lại với vị thế của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới. Niềm kiêu hãnh và sự tự tin của người Ý đã trở lại. Như lời của trung vệ Bonucci từng tuyên bố: "Điều tôi luôn thích từ khi Mancini lên nắm quyền là thái độ. Italia không sợ hãi khi phải đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi giữ vững tinh thần sẵn sàng ra sân và chiến thắng mọi trận đấu." Ở kỳ Euro 2020 này, Italia nằm ở bảng A với các đối thủ Thụy Sĩ, xứ Wales và Thổ Nhĩ Kỳ. Tối nay họ sẽ chính thức ra quân. Xét về cả tên tuổi trong quá khứ cũng như thực lực ở thời điểm hiện tại, Italia đều nhỉnh hơn. Có thể Azzurri chưa phải là ứng viên cho chức vô địch giải đấu năm nay, nhưng việc vượt qua bảng đấu chỉ gồm những đối thủ tầm trung sẽ không phải là mục tiêu quá tầm, nhất là khi họ được đá cả 3 trận vòng bảng trên sân nhà Olympico. Bất kể thành tích ở Euro 2020 như thế nào, huấn luyện viên Mancini đã đạt được chính xác những gì đã đề ra, đó là khôi phục lại niềm tin nơi các tifosi trên toàn thế giới. World Cup 2018 đã có một khoảng trống khi không có sự góp mặt của đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới, và giờ đây tại kỳ Euro có 1-0-2 này, người Ý đã sẵn sàng ca khúc khải hoàn một lần nữa. Còn với Mancini, chiếc cúp dành cho kẻ mạnh nhất là điều ông hướng đến, bởi như đã nói ở đầu video, ngọn lửa cạnh tranh luôn bùng cháy bên trong con người này. Như lời ông từng nói với các phóng viên về viễn cảnh mùa hè của mình: "Mục tiêu của tôi bây giờ có lẽ sẽ là một kỳ nghỉ hè tại Porto Novo, nơi tôi đã lớn lên, và ký tặng cho người hâm mộ với tư cách là nhà vô địch." Hãy cùng chờ xem liệu hành trình đến ngôi vương lục địa già của Italia của Mancini có đến được đích, và bước đầu tiên cho cuộc hành trình ấy sẽ bắt đầu vào đêm nay tại Rome.